Xin chào tất cả anh em trên toàn quốc, mình là Đại đây. Hôm nay mình muốn giao lưu với anh em một bộ xà cầy gồm 4 cây của hãng Shidaiwa, hiệu con chim cánh cụt của Nhật Bản. Cái bộ xà cầy này thì hàng đã qua sử dụng, còn mới trên 90%. Nó có độ dài từ 30cm đến 54cm. Cây dài nhất là 54cm. Cây thứ hai là dài 450mm. Cây thứ ba là dài 360mm. Và cây cuối cùng là dài 300mm. Mình muốn bán luôn một bộ 4 cây như thế này, mình không có xé lẻ. Đó, một bộ 4 cây xà cầy như thế này có giá là 800.000, chưa bao gồm phí ship. 4 cây này đều của hãng Shidaiwa, hiệu con chim cánh cụt. Hàng còn trên 90%. Đây, đầu nhổ của nó cũng còn rất là nhọn, sức mẻ. Đó, một bộ 4 cây như thế này rất phù hợp với anh em hay làm công việc ba lớp. Nó nhỏ gọn, tiện sử dụng, tiện cho những công việc khác nhau từ nhỏ tới lớn. Đó, mình xin nhắc lại là cây ngắn nhất là 30cm và cây dài nhất là 54cm. Đó, 30, 36, 45, 54cm. Một bộ 4 cây như thế này là 800.000, chưa bao gồm phí ship. Mình có ship code toàn quốc cho anh em. Anh em vui lòng liên hệ vào hai nick Facebook, đó là Trần Thái Đại và Thạch Nhất Kim. Số điện thoại liên hệ là 0966 42 5154 và 0355 734 853. Mình ship code toàn quốc. Một lần nữa xin anh em một lượt đăng ký kênh để theo dõi những món đồ mới nhất mà mình sưu tầm được, muốn giao lưu cùng với anh em. Đó, anh em cùng xem kỹ lại ha. Đầu còn sử dụng rất là ngon. Bốn cây này có giá là 800.000, chưa bao gồm phí ship. Nó nặng, đóng gói thành phẩm là nặng tầm 3kg. Nếu ship xa gần khác nhau thì cũng tầm 40-50 ngàn tiền ship nữa đó. Bốn cây như thế này là 800.000, chọn phí ship tùy xa gần. Nếu anh em ở xa thì tiền cước nó cao hơn, còn ở gần thì cũng 30-40, 50-60 tùy thôi. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả anh em.